Hello, chào cả nhà đã đến kênh Chính Vlog. Chính hôm nay Chính Vlog chia sẻ món ăn cá lóc nấu canh bầu, cá hú với lương nấu canh chua, bắp chuối, bắp cơ mẹ. Lương cá hú nấu canh chua cơ mẹ với bắp chuối nha. Đây con gà dễ thương, gà qua chảo. Cá thu kho viền, nước dừa. Đây nguyên liệu: củ riềng, xả, ớt, hành, tỏi. Kho với nước dừa, đây nước dừa. Bắp chuối nấu cơm mẹ, nấu canh chua luôn. Mình pha một ít mỡ vô, một muỗng canh mỡ nấu canh chua luôn. Giờ mình phi tỏi nè, một muỗng cà phê tỏi, một muỗng cà phê hành. Mình lăn cá lóc cho nó săn nè. Cái này là quên, cái này cá hú, cá hú cho nó săn luôn. Săn rồi mình nấu nó không bị gãy cá. Săn rồi mình cho qua đây. Bây giờ mình cho cá lóc vô luôn. 1 ký cá lóc phi lê, hơn nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng bé bột ngọt, 1 muỗng hạt nêm canh. Mình cho nó săn cá nè. Cái lóc nấu canh bầu này nó ngọt tới nóc luôn. Giờ cá săn mình cho nước vô. Đó, để nó sôi mình bỏ bọc vô. Bây giờ mình pha nước sốt, mình làm nước sốt, mình ốp con gà nha, con gà bé nhỏ luôn. 2 muỗng canh nước mắm 1, 2, 2 muỗng cà phê đường 1, 2, 1 muỗng bé bột ngọt, 1 muỗng canh tương ớt. Làm nước sốt mình ốp con gà, 1 ít tiêu xay, 1 muỗng tiêu xay. Một muỗng hạt nêm canh, 1 muỗng canh bột tỏi. Giờ mình cho cái hỗn hợp này nó tan, nó hòa tan với nhau. Cho cái hỗn hợp này tan hết. Con gà bé nhỏ luôn, cho cái nước sốt này vô con gà nha. Cho nó thấm. Cái nước sốt này mình sốt lên, mình ốp lên con gà luôn. Giờ mình massage cho nó đều nha. Ốp cho thấm chút mình quay nha. Mình quay cho cả nhà xem nha. Đó, 1,5 ký cá thu. Đó, mình đã cho thấm luôn. 1 muỗng cà phê muối nè, 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngọt bé bột tỏi. Giờ mình xóc lên cho nó đều. Giờ mình để đây cho nó thấm. Giải quyết cái nồi canh chua, vớt bọt ra hết. Giờ mình cho cơm mẻ vô nha. 1 chén cơm mẻ. Giờ mình tán mẻ ra nè. Cơm mẻ nhà nuôi nó mịn màng ngon, ra trắng phèo. Giờ mình nêm nha. 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng đường vàng, 1, 2, 1 muỗng bột ngọt, cá nè. Giờ mình cho bầu vô luôn, cá lóc nấu canh bầu. Đó, cá lóc nấu canh bầu. Giờ mình cho rau muống vô trước nè. Đó, bắp chuối vô sau. Cái này nó mau mềm lắm, cà chua. Giờ mình cho đầu nêm canh chua vô luôn. Giờ chả lá ớt làm mặt. Giờ mình nếm lại cái nó chuẩn nha. Nó có lại là ớt này là ớt ba chi, có ớt ớt sừng không cay. Nào canh chua quá tuyệt vời. Mở vô chiên cá thu luôn. Cho cá thu vô chiên cho nó săn. 1,5 ký cá thu. Cá thu kho riềng xả.
dầu xôm chân gà nữa không? Mình thử ra nếm nha. Cái ngọt tới gần chuyện luôn. Giờ mình cho hành ngò vô nè. Giờ cá thu săn mặt thì gắt cá thu nha. Giờ mình cho cá thu nha. Thôi cá thu săn nè. Liền xả mình xào luôn cho nó thơm nha. Xào cho nó thơm. Hành tím băm luôn. Gà quay chảo. Bây giờ mình cho cá thu luôn. Rất là thơm nha. Hai muỗng bé bột ngọt. Một, hai. Bây giờ mình cho nước dừa vô hết luôn. Thôi cho nó rút lại. Thôi cho nó rút lại nha. Lương nấu canh chua cơm mẹ. Xong. Đây cá thu kho viền. Mình đã thành công cái món cá thu kho viền nha. Cho ít hành lên cho nó đẹp đẹp. Đó, hành hấp dẫn không? Đó. Bây giờ mình phần trang trí nha. Kho viền mình đã thành công bữa ăn gia đình hôm nay. Giờ mình cho mấy lát ớt lên cho nó hấp dẫn nha. Đó. Xong bữa ăn gia đình. Giờ mình cho tỏi phi vô nè. Đó, canh chua là phải có tỏi phi. Nhưng mà ngon. Mời cả nhà ăn cơm dính vlog nha. Đây là lương nấu canh chua cơm mẹ, rau chuối, rau muống, gà bé bé xinh xinh, quay chảo, cá thu kho riền. Đây cá thu kho riền nha. Đó rất là ngon, cá thu kho riền rất là thơm. Bầu nấu canh cá lóc. Đó, mời cả nhà ăn cơm cùng chính vlog nha. Đó, chén cơm của anh đó. Rồi vô ăn cơm nè anh ơi. Chính mời cả nhà ăn cơm nha. Canh chua. Canh bầu nấu cá lóc. Mời cả nhà ăn cùng chính vlog. Đây là chén nước mắm tỏi nè. Canh chua là phải có nước mắm tỏi nha. Còn gà là chấm ớt, ớt sữa đặc hàng thánh của chính nè. Đây luôn. Chấm chấm chấm. Đó. Béo. Cho miếng rau chuối nè.
Kẹp miếng tỏi vô. Rất là ngon nha. Chấm cái nữa. Đường béo quá trời béo luôn á. Kẹp miếng tỏi vô. Không có thấy rau, thấy cá không? Cá với lươn. Ăn miếng mỡ cho béo béo, tỏi cho chịu. Chua cay. Quá tuyệt vời. Bỏ không chuyện luôn. Nó ăn chua não của anh. Anh bật luôn. Miếng cá thu. Cá thu có gì mà thịt nó trắng phao luôn. Nó chả mới nhìn vô. Ngon quá anh. Quá béo rồi. Rồi đi dài. Thơm ngon bổ dưỡng ngọt cuối cùng. Canh chua là phải có nước mắm tỏi. Anh ăn này mới nản. Thấy không chuyện luôn. Cái này cá hú nha cái gì. Đó cá hú. Chấm mắm. Bắp chuối. Đường dài còn. Cá thu nó dừa với củ riềng, nó thơm, nó béo, rất là ngon. Mà nhấp miếng canh chua nha. Canh chua nấu cái mẹ cái hồng nó rất là ngon. Nước nó ngọt thanh luôn á. Mà cái vị chua của nó cũng ngon nữa. Mẹ mà nấu cái chua lại cũng bài. Thôi bùi béo quá. Cảm thấy cũng chịu không? Uống rau. Thơm ngon bổ dưỡng giọt cuối cùng. Mùi béo rất ngon. Cần miếng cá hú nữa. Ngon quá. Cá hú mà nấu canh chua cơm mẻ với lươn. Tới đồng chuyện luôn. Xuống 12 lấy cây giấy. Hấp miếng canh bầu nha. Canh bầu. Ông mới thấy nước mà thấy bầu cá lóc không. Còn ngọt ác nên cho anh miếng. Hơi đặt cái đầu vào. Đó.
Cái ngọt tới con chim luôn. Nói như cái đó, cái ngọt. Cái ngọt. Cái ngọt. Cái ngọt. Ba đã. Tới một chuyện luôn. Đúng rồi. Chính tạm ngưng video. Cả nhà thấy bữa ăn gia đình hôm nay ngon thì cho Chính một lượt đăng ký, một lượt like bên tay trái, đăng ký bên tay phải, phần bình luận thì bên dưới. Chính cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Chính, theo dõi kênh Chính. Chính máy bay cả nhà.